À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, vì nhớ lời phát nguyện rất quan trọng quý vị. À, thí dụ như có những người người ta khi đến với nhau, người ta nguyện đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Rồi có những lời nguyền tôi nhất định sẽ báo thù. Những cái điều này nó đặt vào tâm thức của mình ghê gớm lắm. Hoặc là mình không có lấy của anh ta mà anh ta nói mình lấy của anh ta, mình tức tối mình đi tự tử. Trong cái lúc tức tối đi tự tử như cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, cái cô đi làm thuê cho trong một gia đình mà người chủ đổ tội cho cô lấy của, tức quá tự tử chết. Khi mà tự tử chết thì đọa vào cảnh giới của quỷ đạo, tâm sân hận gọi là thân chúng ấm vẫn còn, đó là thân chúng ấm. Lúc mà cô làm thuê đó thì có một người xuất gia thường đến quá duyên khắc thực, cô cũng thường bước ra để mà cúng dường. Ngay vị xuất gia này lại là vị bị tu hành đắc đạo, cái vị này chứng quả A-la-hán thì dùng cái pháp niệm Phật để độ sanh. Quán cơ coi những nhân duyên nào thuận nghịch đã từng đến với mình, thì quán cơ đến cô thiếu nữ đã từng cúng dường thức ăn cho ngài. Ngày đến thì cái lúc đó cái tâm mà gọi là thân chung ấm của cảnh giới quỷ đạo sân hận, tóc tai dựng 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 lên, mặt mày ghê gớm kinh lắm. Cái tâm sân hận ấy, vì nhớ là cái người mà lúc mà còn sống gì thôi mà cái tâm sân hận của họ là cái tâm của địa ngục rồi đó, tâm của quỷ đạo rồi đó. Quỷ là bực bội tức tối, vì hiểu chưa, là tuy họ còn sống nhưng mà họ đã gieo cái nhân đó đó, nhân đó nó không thay đổi lại là nó sẽ đi vào cái quả đó. Thì lúc mà cái vị này đến để hóa độ, dùng cái pháp niệm Phật để hóa độ, mới đến thì người này săn hẳn lên, móng tay nó mọc lên thấy ghê lắm, tóc dựng dựng, móng tay mọc lên nhìn kinh khủng lắm, tâm săn hẳn ấy vị. Thì người xuất gia này nói chuyện thì nói là tôi không có lấy của họ mà họ đổ tội cho tôi lấy của họ, tôi phải chứng minh, tôi phải chết để cho họ thấy rằng tôi không có làm điều đó. Ghê không? Nên những người mà khi ấm ức cái gì đừng có đi tự tử chết bằng cái tâm sân hận đó. Dại quá. Mình phải tin nhân quả, nếu mình đi tự tử là mình đọa vào cảnh giới của quỷ đạo hoặc là thân chung ấm, khổ đau trong quỷ đạo hoặc là địa ngục. Nếu đi đọa thẳng luôn là vô địa ngục khó cứu, không giảng đâu. Thì vị biết rằng là người xuất gia này mới khuyên lên đồ này kia rồi, nhắc nhở rồi người xuất gia này sẽ hứa giúp đỡ cho, dùng cái pháp niệm Phật để họ gia trì cho cô. Nhưng mà chính cô phải tin và dịu cái tâm xuống và phải niệm câu Phật hiệu này theo. Người xuất gia này chỉ là niệm Phật thôi, giống như mình niệm Phật thôi. Còn chư hương linh xung quanh mình hoặc cảnh giới quỷ đạo mà xung quanh mình mà tu đó là chỉ niệm theo họ được độ, chứ không phải là mình độ họ về cực lạc, không phải. Mà là mình tu, họ nương vào cái lúc mình tu, họ cùng tu với mình, họ phát nguyện sanh cực lạc. Nó thì cái người xuất gia này lợi chứ nhất là khai thị cho cái cảnh giới của hương linh mà trong quỷ đạo này, dịu cái tâm xuống đừng có sân hận, thấy không? Xong ông mới nói là trong cái cảnh giới này khổ đau như vậy, muốn muốn thoát khỏi cảnh giới khổ đau này hay không, thì người phụ nữ đã chấp nhận quỳ xuống cầu xin ngài giúp đỡ cho con, trong cảnh giới quỷ đạo này con rất là đau khổ. Thì lúc đó dịu cái tâm xuống, tự nhiên tóc tai nó đen lại, mặt mày nó hiền lại, tự nhiên móng tay nó không còn nữa, ghê không quý vị? Tướng cho tâm sanh, kinh chưa? Tuy là một câu chuyện thôi nhưng mà nó là như vậy đấy, tướng cho tâm sanh. Thì biết rằng là lúc đó thì người xuất gia này có cái oai lực niệm Phật, mà ngài niệm Phật lên, ngài niệm Phật lên, tự nhiên cái nó âm hưởng vào cái hương linh đó, gia trì cho cái hương linh đó. Hương linh đó mới niệm có Phật hiệu lên. Vì nhớ coi câu này nghe, người ta gia trì cho mình nhưng mà mình phải tiếp nhận và niệm kia, chứ không phải là người xuất gia này đưa cô này về cực lạc, mà là người xuất gia này chỉ hỗ trợ, khai thị hỗ trợ
giúp cho cái hương linh này tỉnh táo và niệm theo câu Phật hiệu. Mà cái cô này niệm câu Phật hiệu phát nguyện sanh cực lạc, tức khắc Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cái hương linh của trong cái cảnh giới quỷ đạo này về thế giới cực lạc liền. Vì ai đã coi qua cái câu chuyện niệm Phật diệt tội vì sẽ thấy câu chuyện này. Nên từ nơi đó mà khi mà ông giúp thuận xong, ông ấy là ông giúp nghịch, cái nghịch cảnh đó, cái nghịch duyên mà cái người ăn mày mà hành hung ông ấy. Vì mà cái người ăn mày ra chết đầu thai làm con chó, có nghĩa là sinh cho một gia đình giàu sang mà ăn chơi phá sạch tài sản cha mẹ hư hỏng, cuối cùng làm kẻ ăn mày, nhưng mà ở trong cái chỗ vắng vẻ chờ người ta đến, ai lỡ thì hù dọa nó lấy của, tới khi gặp người xuất gia này cũng hù dọa luôn, nạt nộ người xuất gia này. Nó biết rằng là vậy đó, mà trong cái nghịch duyên đó đó vẫn là giúp ông để thành tựu, ông nhớ ơn đó, ông đến ông hóa độ. Có nghĩa là lợi nhắc nhở con cái linh thức của con chó này, tuy nó mang thân là con chó nhưng trong tâm thức của nó, ông nhắc nhở cái tâm thức, nhắc nhở tâm thức, rồi cuối cùng nó khổ đau trong cảnh giới của súc sanh đạo quá, cầu xin ông để cứu độ. Ông nói rằng hãy tự cứu mình, ông chỉ là người hỗ trợ, đúng không? Nghĩa là niệm có Phật hiệu niệm theo vậy mà cũng được thoát được cái thân súc sanh đạo. Nhưng mà tới cái cảnh giới của mẹ ông là người phỉ báng Tam Bảo. Này cái tâm khẩu nghiệp này không? Khẩu nghiệp phỉ báng Tam Bảo, chửi tăng. Đó. Nên từ nơi đó mà vị biết rằng mẹ của ông là phỉ báng Tam Bảo, đọa trong địa ngục vô gián. Tuy ông chứng quả A-la-hán nhưng ông không đến độ mẹ ông được. Ông phải dựa qua một cái nhân duyên của một ông vua cũng hại cha để đoạt ngôi, mà sắp sửa chết, ông là ông hóa độ ông vua này, giống như ông nhắc nhở ông vua này về cái pháp niệm Phật để cứu độ ông vua này. Khi ông này chết đi đọa thì nhờ cái duyên này mà qua trung gian để cứu độ ông vua này, rồi cái lúc cứu độ đó được tiếp dẫn vãng sanh thì cái phóng quang đó, đó thì ở trong cái cảnh giới mà đang đọa đó cũng được tiếp dẫn vãng sanh luôn. Phải dựa qua bên nhân duyên này mới độ được mẹ ông. Nên độ người thân nó có cái ái nhiễm, nó không đơn giản quý vị. Nên nó cái nhân duyên với độ con người, xong nó lan can qua cái nhân duyên của người thân mình. Nên quý vị thấy mình tu tu giúp nhiều người nhưng mà dưới người thân mình nó khó độ. Cái ái nhiễm nó không đơn giản, thấy không? Nên những đức nói rằng là cái nguyện á, cái nguyện nó quan trọng lắm. Quý vị nguyện gì? Cái nguyện gì? Giống như cái câu chuyện mà thờ Đức Phật đó, mà cái bà này bà có nhà cho thuê nhà trọ, vì có ba người lái buôn này đến để ở, khi ở xong rồi sáng bỏ đi, nghĩ bà này già mà hà hiếp bà, rồi giống như bỏ đi không cần trả tiền, bà này phải chạy tới bà đòi tiền còn chửi mắng bà tức quá phát là nguyện nhất định những đời kiếp nào bà nhất định sẽ giết ba người này. Cái tâm nó kinh chưa, tâm nguyền rủa vì sẽ giết ba người này, cái tâm lúc đó nó hình thành liền. Vậy mà cái tâm sân hận đó đầu thai làm con trâu. Vậy mà từ cái đầu con trâu đó thôi, mà một ngày đó cái đầu con trâu đó giết ba người đó, mà từ cái lời nguyện đó thôi đó. Thấy lời nguyện kinh khủng không? Cái lời nguyện nó không đơn giản đâu. Bởi vì cái người mà không biết tu, người ta đụng cái người ta thề, ví dụ như lấy của gì của người ta nói ủa anh chị lấy của tôi không có lấy của, tôi mà có lấy của đi cho tôi máu me trong miệng tôi chảy ra chết tại chỗ, hoặc xe đụng tôi đi, hoặc là tôi bị cái gì, lời nguyện đó không đơn giản đâu. Vì một chút vật chất mà nguyện một cái lời nguyện mà nó âm hưởng cái lời nguyện đó, nó không đơn giản đâu quý vị. Nên cái sự mà nghiệp duyên nó chiêu cảm là từ cái nguyện mà ra, từ cái nguyện mà ra. Nên quý vị biết rằng chỉ cần thay đổi lại cái nguyện là tức khắc giải cái nghiệp. Thì mới nhớ kỹ, thay đổi được cái nguyện là nó chuyển liền, thay đổi. Nên thí dụ như mình mà nói gì đi, con người sống nghe nó, họ dịu cái tâm họ, họ đã từng nguyện cái gì, bây giờ họ mới phát nguyện lại, con nguyện đời này của con phải niệm sanh, niệm Phật sanh cực lạc, và đời này của con nhất định, đời này của con tất cả những oán hận buồn phiền gì con phải buông xuống, từ hôm nay con phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Mỗi lần tu xong phát nguyện, con bữa đó con giận hờn, con buồn trách người nào, con chưa giải được, con hiểu rồi, hôm nay con phát nguyện trước Phật, con không buồn giận họ nữa.
thiếu nợ thì con trả, con không hờn trách nó nữa. Con chỉ phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc thôi. Nào, vì biết rằng là trong cái gia đạo mình có những thăng bằng quyến thuộc đã chết, ông bà tổ tiên mình chết có khi đi theo mình. Quý vị thấy có những gia đạo không? Có những gia đạo mà người làm chồng chửi vợ, mắng nhiếc vợ, tự nhiên trong gia đạo bên vợ có tổ cô hay này kia đồ về nhập vào người trong nhà đòi bắt đi, có không? Có mà. Chính lúc còn nhỏ những đứa thấy rõ ràng. Thật sự thấy rõ ràng luôn. Là mỗi lần mà ai mà chửi con cháu họ là họ nhập vào, họ đòi bắt đi liền. Kinh không? Đó là gì? Quỷ đạo. Đó là quỷ đạo. Nếu như quý vị mà lo dụng công niệm Phật, cái sự tu hành là tự nhiên người ta không có giảm dựa vì được. Nhưng mà khi quý vị đã si phước rồi, là người ta gai vào cái thân quý vị như cái nhà không có chủ. Đó, thấy không? Nên từ nơi đó mà khi mà nghe như vậy thì nên phát nguyện lại. Đừng có đeo đẳng theo con cháu, nó cũng không có được cái gì. Tại sao mình không sanh cực lạc, mình đủ cái quay lực mình đổ họ. Nó... Nên quý vị biết rằng cái tâm báo thù mà cái tâm này nó cấu kết là đời đời kiếp kiếp nó đeo đẳng đó. Nó giống như cái câu chuyện mà của Ngộ Đạt Quốc Sư đó. Giết lầm chịu thốt mà theo mưu đời để chờ cơ hội báo thù. Vì mà Ngộ Đạt Quốc Sư tu quá giỏi, trong mưu đời đó báo thù không được. Tới đời thứ 10 khởi tâm động niệm, chắc chắn trong mưu đời đó Ngài đều là tu pháp khác ngoài tịnh độ. Tới cái đời thứ 10 của Ngài mà bị cái nghiệp đó xong là về sau Ngài mới niệm Phật và Ngài được giáng sanh cực lạc. Thì Đức đọc rõ ràng câu chuyện của Ngài. Trong 10 đời tu rất giỏi, nhưng mà còn nghiệp vẫn quay lại, nên chịu thố đi theo suốt luôn. Đi theo suốt luôn. Bởi vì như Đức nói, những người mà mang nghiệp phá thai, nghe quý vị, quý vị nghĩ đi, người ta là bậc cao tăng 10 đời tu như vậy mà giết lầm một người mà theo 10 đời để chờ cơ hội báo thù. Mình là một người tầm thường vô cùng, mà có những người phá thai 1-2 lần, 2-3 lần, thì cái sự báo thù này của quan hồn, của những hương linh thai nhi nặng cỡ nào. Nên mình tu giờ này, người ta bên cạnh mình, người ta phải ngồi suy nghĩ lại đó. Suy nghĩ lại về cái sự muốn báo thù, rửa hận đó như thế nào, cần thiết không? Bây giờ mình báo thù rửa hận họ xong mình được cái gì? Thí dụ như bây giờ những đức họ nói với mình nghe nè, cái tâm mà mình không biết tu đi, mình nói tao sẽ báo thù mày, tao đâm mày, tao quýnh mày, mình lỡ mình đâm nó một cái, mình hả hê cái tâm mình lúc đó, nhưng mình gọi mình xong mình thấy mình vẫn là kẻ cô đơn và khổ tâm vô cùng. Mình lỡ mình quýnh họ quá trời quýnh, quýnh xong rồi thì bản thân mình vẫn quay lại, bản thân mình thấy mình khổ đau vô cùng, có được gì đâu. Chỉ có đúng trí tuệ của Phật dạy thôi, là quan gia nên dạy. Bạn vừa buông cái tâm báo thù là bạn an lạc liền. Bạn vừa tâm buông cái tâm báo thù là an lạc liền. Người sống với kẻ chết gì cũng vậy chứ, hay là cảnh giới quỷ đạo hương linh gì cũng vậy, chỉ cần buông cái tâm báo thù mà niệm Phật sanh cực lạc là tức khắc an lạc liền. Quý vị thử đi. Quý vị mà ngồi ở đây, con người sống mà đang săn hẳn bực bội ai nghe, quý vị đang vui vậy đó, bởi vì gặp họ một cái là bị nổi máu lên liền, tức tức liền nó nổi máu lên. Mình bực bội ai nghe mà mình không giải nghe, là thế nào mình cũng gặp họ à. Mình đi khơ mình cũng gặp họ nữa. Nó gọi là quan gia đối đầu, nó là như vậy đấy. Còn cái người mình thương yêu mình tìm hoài tìm ra, nhưng mà cái kẻ quan gia thì cứ gặp hoài, đi khơ cũng gặp, không muốn gặp nó cứ gặp. Nên cái cõi này gọi là quan gia đối đầu. Chứ còn mình thì lúc nào cũng chi cầu cái người thuận duyên bên mình, lúc nào mình cũng mong gặp cái người thuận duyên ấy. Nhưng mà nó không theo ý mình, mà nó gặp những kẻ quan gia trái chủ để gặp với nhau, để đối đầu với nhau, để làm cho duyên phước của mình sạch sẽ. Nó nên mình phải khôn ngoan, mình quá giải đối với quan gia. Họ không giải, mình giải. Mình không giải thì đây là cái sự cấu kết của nghiệp chướng. Cấu kết của nghiệp chướng. Mà khi mình học Phật rồi mình nhìn đúng là nhiều cái việc trong cuộc đời này, quá trời nhiều việc. Ngày xưa Như Đức còn nhỏ nhỏ, Như Đức nhớ ở ngoài nhà Như Đức có một cái bà cụ này, mang một cái nghiệp gì mà kinh khủng như vậy. Ngủ thì thôi, bà chỉ cần thức thôi là bà chửi. Ngủ thì thôi, mà bà thức là bà chửi hoài luôn. Một câu bà chửi mày, một má mày mẹ, mày má mày mẹ, mày bà chửi hoài, bà chửi cả ngày. Tới giờ bà nằm ngủ thì thôi, thức dậy là bà chửi, thức gì là bà chửi, bà ăn cơm, bà nhai nhai, bà vừa ngưng lại là má mày mẹ mày, má mày mẹ mày, bà chửi hoài luôn, bà chửi suốt luôn. Quý vị biết rằng cái nghiệp này chắc chắn đi xuống. Tại vì chửi suốt luôn mà quý vị. Còn nếu như quý vị mà mỗi ngày ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật muốn sanh cực lạc, chắc chắn quý vị phải sanh cực lạc. Còn cái này cái tâm mang cái tâm chữ người suốt luôn, nó cấu kết thành một cái nghiệp mà chữ suốt luôn quý vị. Kinh chưa?
Bữa đó Nhân Đức gặp một cái cô này, cô kể cô chị Nhân Đức nghe. Cái đứa con này chửi cha mẹ bởi cái tội chửi cha mẹ nặng. Khi nghiệp chưa đến phải quay đầu sám hối. Sám hối bằng cách nào? Niệm Phật. Đừng chửi nữa. Thấy không? Cô kể rằng là đứa con này nó chửi cha mẹ của nó. Con này cha nói tới mà kênh với cha mẹ, trả lời tái đôi với cha mẹ, sửa đi, không sửa là kẹt lắm đó. Nhất là liếc liếc liếc, có ngày nó dính con mắt luôn. Ví dụ như mẹ mình hay ba mình nói gì nè, bữa nay ở nhà nghe, nhà có đám tiệc, nhà lu bu công chuyện ở nhà nghe, không có đi chơi nghe, gì nó rồi xong nó dính luôn. Cái nghiệp nó đến nó dính luôn á, cho quý vị biết á. Kênh á, đối với cha mẹ mà mình hổn, mình kênh, mình nghinh á, quý vị coi coi, nhiều người chúng ta mình nghe rồi mình thấy mình có dính hết trơn không? Có dính chứ không phải chuyện giỡn chơi, có khi cãi tay đôi rồi đó. Nó ngang 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 ngang, ngang lại đó. Rồi một ngày nào mẹ cha chết đi hối hận, mẹ cha con có lỗi rồi, bây giờ mẹ cha sống nữa đi con, có gì nữa đâu, chết queo rồi còn gì nữa, thấy không? Nên bây giờ mà mình còn cha còn mẹ, dù cha mẹ có gầy la mình nghĩ cha mẹ còn mình vẫn thấy quý. Cái tâm đó của mình mới thấy quý cha mẹ của mình. Còn bây giờ mà mình kênh 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 kênh, mình nghe gì mình suy nghĩ lại mình thấy mình có lỗi. Trong tất cả tội thì tội lớn nhất là chửi cha mắng mẹ, hỗn ẩu cha mẹ, bỏ rơi cha mẹ. Phước lớn nhất là phụng dưỡng cha mẹ, thấy không? Nó nên quý vị biết rằng mình nghe đạo nó có thiệt thòi đâu. Nên nó từ nơi đó mà một cái lời nguyện cực kỳ quan trọng luôn. Nên người sống này phải nguyện sanh cực lạc. Người chết thì phải buông cái tâm oán thù, nguyện sanh cực lạc. Người sống này đang hận thù ai buông xuống liền. Quý vị thấy cái những người sân hận chưa? Họ mà sân hận rồi đó là nhân của địa ngục, mình phải thương họ đó. Tội nghiệp họ đó. Quý vị thấy một con người mà bên cạnh mình mà khi họ tức lên, quý vị thấy chồng vợ mình hay người thân mình bên cạnh mà họ tức lên, quý vị thấy không? Tội nghiệp họ không? Khi họ tức lên một cái là con mắt họ đỏ lên. Có những người nghe, họ tức lên mắt họ đỏ lên vậy đó. Phùng mang, trợn mắt, hay không? Địa ngục. Đó, mình thấy tội nghiệp chưa? Nó, lúc đó đúng là mình niệm Phật, mình tội nghiệp họ. Nói, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ông ơi, tôi có lỗi rồi. Bà, tôi có lỗi rồi. Thôi, 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 thôi. Tôi có lỗi rồi, thôi thôi đừng có tức nữa, tôi có lỗi, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, chuyển hóa người ta nghe. Còn gặp mà cái tâm mình, cái ngã mình lớn quá, người ta làm gì nói tức đi tức đi tức đi, nó đọa địa ngục cho mà thấy, tức đi, càng nói gì càng tức thêm. Mình châm dầu vào lửa, mình là kẻ ác, mình đã tạo cái nhân ác để kết kết lại với cái ác kia, hai bên kết nghiệp. Còn mình là người niệm Phật mà mình thấy chồng mình vợ mình vậy đi, mình hạ mình xuống, thôi, thôi ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, tôi có lỗi, tôi có lỗi, thôi 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 tôi có lỗi, tôi sai, tôi sai, ai với Đạo Phật. Mình nói vậy người ta đã nhẹ bớt. Nên còn mình cái lúc ta tức gì mình cự lại mình sân si, sân si, sân si, sân si đi, sân si đi, địa ngục cái bên sân si đi, tức thêm nữa, quý vị thấy chưa? Địa ngục nó còn tăng lên thêm, hiểu không? Nên mình là người tu nó khác cái người không tu là gì đó. Mình giải quyết vấn đề nó rất là đơn giản. Cái người tu mình giải quyết vấn đề cực kỳ đơn giản luôn. Vì sao? Tin nhân quả. Mình giải quyết vấn đề rất đơn giản. Còn cái người mà không biết tu, chuyện nhỏ lo cái thành lớn. Chuyện nhỏ nó cũng lo thành lớn nữa. Nhà kế bên hai đứa cháu nó chơi, nó quýnh lộn nhau. Hai người lớn nhau quýnh luôn. Mày thấy không? Từ cái chuyện con nít mà hai người lớn phải đụng nhau. Còn mình là người biết tu, tự nhiên hai đứa nhỏ nó quýnh lộn nhau. Mình ra mình dẫn cháu mình gì, bên kia dẫn cháu gì, bên đây dẫn con gì. Xong chuyện. Chuyện nít mà mình lo người lớn cái làm chi, thấy không? Vì thấy cái người biết đạo biết tu, quý vị thấy không? Nó giải quyết vấn đề lớn nó thành nhỏ. Còn cái người mà không biết tu, nó giải quyết vấn đề con kiến nó thành con voi. Còn cái người biết tu thì giải quyết vấn đề con voi nó thành con kiến. Nó quý vị coi, cái giải quyết vấn đề là cái mà bản thân mình phải nhận thức. Giống như cái câu chuyện mà
Bồ Tát giữa đời thường như Đức đã từng đọc, quý vị nghe nhớ không? Cách nay lâu lắm có đọc đó. Cái câu chuyện mà nguyên một cái gia đình này, với cô này cũng học Phật, cô tin nhân quả lắm. Nguyên cái gia đình đi cái ngày đó không biết sao, chiếc xe nó chạy nó tông một phát một gia đình, 7 người chết, 5 người chết. Vậy mà cuối cùng cô không có tố cáo cái người đụng này, ghê không? Nên mới nói là Bồ Tát giữa đời thường. Người ta hỏi cô tại sao có thể làm được điều này, cô nói tin nhân quả. Cái nhân quả đến là không tránh nổi. Bây giờ họ ở tù thì vợ con mẹ cha họ không ai nuôi. Thôi, người thân tôi cái nghiệp duyên đã đến, chấp nhận trả. Bãi nại cho họ, đừng cho họ ở tù thêm. Thấy không? Nên người ta mới đặt cô là Bồ Tát dưới đời thường quý vị. Kinh khủng không? Đó. Đó quý vị thấy cái tâm kinh khủng không đơn giản đâu. Nên cái người mà biết tu tin nhân quả được, cái chuyện lớn nó nhỏ xíu à. Cái chuyện gì cũng vậy, chứ đối với mình thấy mình vui mình trả, chứ tại vì sao? Vì mình biết đó là cái nhân quả mình đã tạo. Bây giờ đến lúc mình phải trả. Nên những đức nói rằng thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nên lúc mà mình tu hành gì, giờ này gì, mình ngồi gì, chứ xung quanh mình không ít đâu quý vị ơi. Nói ví dụ gia đình Phật tử Bình Dương đồ xung quanh cũng không ít. Nó từ nơi đó mẹ con đồ tu hành, nó nheo nhóc xung quanh, ví dụ như ở đạo tràng Mê Linh Hà Nội rồi ha, cũng đông, ta cũng tu tập chung với mình, củ quyền thất tổ của mình cũng được nương nhờ lớn lắm, chuyên dẫn chơi rồi Liên Nhung Tây Ninh vậy thôi. Cái tivi tới giờ nay thành đạo tràng gia đình đó, thấy đặc biệt chứ. Nó cứ như vậy mà tu tập nó, rồi ở đây nhiều cặp mà Mai Nguyễn đồ rồi nè, nhiều người Minh Hương Tâm Thông đồ, Quỳnh Châu Đức Hòa gì Diệu Thắm gì quá trời luôn biết không. Rồi gia đình của Trần Lâm Liên Phúc đồ, thấy không? Tu tập mà cái giờ này mà hơn 1.000 gia đình tu, mà số lượng người này đông lắm chứ dân đâu quý vị. Cái tần số này không đơn giản đâu. Nên mong rằng nhờ cái tần số niệm Phật tu hành này, nó hóa giải cái tâm báo thù đi quý vị ơi. Nó những cảnh giới mà quỷ đạo đồ nghe rồi tự nhiên buông cái tâm báo thù xuống liền, nương vào bổn nguyện của Phật để cầu sanh cực lạc đi. Vậy cực lạc sẽ hết khổ. Nó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ thế giới cực lạc là gì? Một quốc độ an vui, một quốc độ quá an vui rồi ngài chỉ đó. Bây giờ người còn sống với người đã chết nên hướng về cái quốc độ cực lạc á. Đây là cái quốc độ tuyệt vời, đừng có buồn hận, đừng có hận trách, đừng có báo thù nữa, buông đi, buông đi. Nó giống như gia đình Diệu Minh nữa, mỗi ngày 7, 8, 9, 10 chị em tập trung tu, cứ như vậy mà tu tập thôi. Bây giờ từ khóa tu ngon lành, giờ này trẻ trẻ mà như Minh Thiện được VLT, từ nó đó mà cũng ngồi tu hành gì là không đơn giản. Nó tuổi trẻ mà gì là cũng đặc biệt lắm mà. Với có thằng trai mà nó tu với mẹ nó bằng áo vàng vàng đó, nó nhỏ mà chịu ngồi tu tập đồ gì thiện căn dày đó chứ không giản đâu. Nên quý vị biết rằng cái oai lực của cái đạo tràng này không đơn giản. Ai mà cái giờ này mà chia sẻ một pháp, vị thấy có ai không? Giờ này vị coi có ai giờ này chia sẻ một pháp không? Mình tại sao mình làm điều này? Vì cuộc đời có mấy mươi năm ngắn ngủi, nó sẽ chết queo. Tại sao bây giờ mình không nhiệt tình mình làm một cái gì đó trong cuộc đời này quý vị? Mà cái cuộc đời mình làm việc lớn nhất trong cuộc đời là niệm Phật, khiến người niệm Phật hóa giải oan gia. Đây là quan trọng nhất trong cuộc đời mình này. Này là cực kỳ quan trọng. Những đức nói quý vị có giàu sang tiền bạc đầy đủ của cải danh tiếng, nhưng nếu quý vị mang tâm báo thù, quý vị sẽ không hạnh phúc đâu, không bao giờ hạnh phúc đâu. Quý vị chỉ cần mang tâm báo thù là không bao giờ hạnh phúc. Quý vị có giàu sang phú quý cỡ nào cũng không hạnh phúc. Quý vị chỉ có buông cái tâm báo thù thôi, nó hạnh phúc thôi, nó thật sự luôn. Còn cái cảnh giới của quỷ đạo hương linh đâu, mà chỉ cần có tâm báo thù thôi quý vị sẽ khổ đau, cực kỳ khổ đau luôn. Đeo người ta đời đời kiếp kiếp đi đeo 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 đẳng người ta. Nên quý vị ơi, cái lời nguyện cái lời thề phải hết sức cẩn thận nghe. Cái lời nguyện cái lời thề ghê lắm đó. Mình đã từng nguyện từng thề, giống như cái câu chuyện mà gọi là khi người ta tụng kinh nghe tự nhiên cái người này nói một câu, tụng kinh thì giống con chó sủa quá, chỉ có một câu như vậy thôi mà cuối cùng đọa làm 500 kiếp làm chó. Hình thành cái tâm kinh khủng chưa?
nó nên trong cái cõi phàm thánh đồng cư độ này mình không biết ai là ai đâu. Cái thuận cái nghịch nó thị hiện, mình không biết ai là ai đâu. Mình lôi đầu ra mình chửi tầm bậy tầm bạ, mình mắng giết người ta, coi chừng bản thân mình đi đọ không có ngày ra. Hết sức là cẩn thận, mình quay lại mình đi, mình lo mình cho thật tốt đi vị. Cẩn thận, thật sự mà nói, dùng cái miệng cố gắng niệm Phật. Nó cô đào hương đồ giờ này mà ngồi tu được. Quệ Chương, Bến Tre, Bến Tre. Tương nó đâu. Vì biết rằng là cái tâm mà nó an lạc, nó vui vẻ, tại sao mình không sống gì cho nó hạnh phúc đi. Mình đi hận thù chi chứ hương linh, hiểu không? Hận thù làm gì, báo thù làm gì, đời đời kiếp kiếp đi theo Ngộ Đạt Quốc Sư quý vị, mười đời như vậy. Nếu mà không gặp chịu thố quá giải cái quan gia nghiệp chướng này thì làm sao dứt đây. Bây giờ gặp những đức là quá giải quan gia nghiệp chướng, quá giải bằng cái tâm nương vào bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc á. Có cái người mà giờ này lập cái thời khóa 12 giờ khuya tu này là chưa từng thấy, từ xưa giờ chưa từng thấy, không biết có hay không những đời kiếp nào đó, nhưng mà đời này chưa thấy đó. Chưa thấy cái người mà lập thời khóa 12 giờ khuya tu á, hiểu chưa? Những đức tu cái giờ này nè, những đức nó thật sự, những đức cực kỳ, những đức chú trọng về cái việc cảnh giới của cái cảnh giới mà đọa lạc của cảnh giới mà hương linh quỷ đạo á. Những đức đang rất chú trọng về cái việc mà sự khổ đau của họ mà những đức lập thời khóa 12 giờ phía đó. Nó thật sự luôn á. Những đức tin trong cảnh giới của họ khổ đau hơn mình gấp trăm ngàn lần. Những đức tin chỗ này nên những đức mới lập thời khóa tu này. Nên quý vị thấy cái giờ này những đức chia sẻ vào pháp đều là quy hướng, những đức hướng về cái cảnh giới của người âm mà chết vô siêu không đó. Nó thật sự đó. Cái cách nói chuyện như đức quý vị nghe quý vị sẽ hiểu liền. Như đức dẫn dắt câu chuyện toàn là đa phần những câu chuyện sự khổ đau phiền não săn hạn báo thù của cảnh giới quỷ đạo mà để quá giải không đó. Những đức mong rằng người sống này phải giải tâm báo thù, và người chết mà theo báo thù phải quá giải. Nếu họ nhiệt tình tu hãy hộ trì họ đi, còn nếu họ không nhiệt tình tu quý vị hãy buông cái tâm hận thù mà nương bổ nguyện niệm Phật sanh cực lạc đi. Đó là sự an lạc thật sự. Đừng có đeo đẳng theo làm chi. Nó đừng có đeo đẳng theo. Thí dụ như giờ này mà cảnh giới quỷ đạo mà cần cổ như cái kim bụng to như cái chốc, mà ngóng cổ lên nghe. Nghe như vậy một cái là buông cái tâm tham lam, một cái là hiện hình tướng khác liền. Cổ không còn nhỏ như cái kim, bụng không còn to như cái chốc. Niệm lên câu Phật hiệu một cái là Phật này là phóng quang nhiếp thọ đi liền. Không đơn giản đâu. Nên tại sao cái nơi mà những đức tu tập, quý vị, cái tivi đó thôi mà bao nhiêu người đến tu, người ta nói một câu gì nè: lạ lắm, lỡ đây tu nó lạ lắm. Nó có một từ trường gì rất là lạ. Lạ đúng rồi. Vậy là tổng đài chính. Tổng đài chính mà lỡ tu thì lạ đúng rồi. Cái cảm giác từ trường tuyệt vời là đúng rồi. Nó quý vị biết chứ, cái tâm gì đó nó hừng hực. Bây giờ như đức làm cư sĩ cái tâm còn hừng hực, còn dữ dằn nữa. Tại vì sao biết không? Còn cái gì nữa mà không hừng hực gì cực lạ. Lúc trước còn nhiều thứ nó nghịch lại, bây giờ không còn gì nữa hết. Phật A Di Đà ngày dọn sạch cỏ rác thì dọn hết luôn, cuối cùng cho mình con đường thênh thang mà đi. Bây giờ mà không muốn gì cực lạc, muốn đi đâu? Hôm nay đi cực khổ. Đời này phải về cực lạc quý vị, đúng không? Đúng rồi, phải phát nguyện, phải phát tâm cho mạnh. Đời này phải về cực lạc, mà muốn về cực lạc thì không buông dặn hẳn trách ai để trong tâm, buông cái ngã xuống. Buông cái ngã xuống, cái đố kỵ, cái ngã mạn, cái kiêu ngạo của mình phải nhìn thẳng vào. Cái tâm thức của mình phải nhìn vào mình. Mình thấy mình nè. Tôi là người tu nhiều năm nè, tôi biết nhiều nè, đừng có nói đến tôi. Buông cái đó xuống đi. Nè, tôi biết gì nè mà kêu tôi hạ mình, buông đi. Thấy không? Nè, tự cao kiêu ngạo, tôi là trưởng ban nè, trưởng đoàn nè, buông đi. Tôi là trưởng ban mà dám nói tôi hả, dám đụng tôi hả, buông xuống đi thì mới thành công. Còn nếu không, tôi là trưởng ban nè, trưởng ban, nghiệp nó trưởng mình luôn nữa chứ đừng có nói trưởng ban, hiểu chưa? Nó cả mình làm cha mẹ người ta mà mình nói con mà con nó không nghe, mà nói ai với đào vợ thôi. Ngày xưa mình làm cha mẹ nuôi người ta lúc còn nhỏ đó hói, nhưng bây giờ nó lớn nó chả treo với mình, ai với đào vợ chịu thua. Thấy không? Vậy thì quý vị giác sanh. Còn nếu vì tao là cha mẹ mày nè, tao nói mày không nghe. Không nghe hả? Nghiệp nó chưởng mình đi xuống địa ngục luôn rồi chứ không nghe. Mình đã từng làm con người ta, mình không nghe người ta. Bây giờ người ta lên người ta làm con mình, người ta không nghe lại, mình kêu người ta nghe mình làm sao được. Phải chi mình gieo cái nhân mà mình nghe lời cha mẹ mình đi, thì tức khắc người ta lỡ làm con mình, người ta nghe lời mình.
Còn bây giờ mình đã không làm nghe lời cha mẹ mình, bây giờ người ta lớn mình, người ta làm con mình, người ta không nghe lời mình, nó được không? Cái nhân cái quả mình phải tin chứ. Nhân quả thông ba đời mà. Mình đừng có kể công với người ta đó. Người ta cũng từng kể công với mình kể lại làm gì? Thôi quá giải. Hãy tin nhân quả quá giải đi quý vị ô. Quyết định đời này phải về cực lạc quý vị à. Nó không? Người còn sống với người đã chết cảnh giới quỷ đạo phải về cực lạc. Đức Phật A Di Đà đang phóng quang đó. Ngài đang phóng quang chéo 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 đó. Nó cái tâm này nó quan hỷ đó, cái tâm này là phóng quang rồi quý vị không? Chéo 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 đó. Hiểu không? Quý vị buông cái tâm hận thù đi, ngày rước về cực lạc hết trơn. Cảnh giới quỷ đạo hương linh thai nhi vì nghiệp quá thai. Éo chéo chéo chéo. Bái về cực lạc. Nguyên một cái hoa sen thiệt là bự nghe. Tự nhiên ngày phóng quang, ngày rước một phát để lên bông sen bay cái dù về cực lạc. Hết khổ. Hiểu không? Nó quá tuyệt vời. Thôi chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. Ai về đạo Phật. Ai về đạo Phật. Ai về đạo Phật. Quá quan hỷ luôn hả quý vị. Ai về đạo Phật. Ai về đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Chúc vị ngủ ngon nghe. Ai về đạo Phật.